Xin chào tất cả các anh em nha. Video này giới thiệu cho anh em tham gia một trình này góp nhận 210 tốc cần có kỳ hiệu là USD các bạn. Chạy con này chạy trên tảng BNB Smart Chain thì mình cũng đã test qua website của nó, mình thấy nó có con sắt này nọ đồ cũng các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video, mở cái Telegram ra các bạn. Thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn vào follow Twitter nè. Rồi các bạn join vào kênh Challenge các bạn. Like và share tăng 3 người bạn từ Bitbot nè. Thì các bạn nhấp vào đây nha các bạn. Rồi các bạn copy hết tag này nha các bạn. Rồi các bạn xuống đây các bạn like nè. Bạn chấp nhận cho tweet nha các bạn. Các bạn ta bắt cái hát tag vào. Khoan các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Bỏ này đi. Rồi các bạn tạm bằng bạn vào các bạn. Rồi các bạn tạm bằng các bạn bấm tweet lên các bạn. Sau khi các bạn tweet lên xong thì các bạn mở lên form mình lại các bạn. Rồi nhiệm vụ cho anh kênh Telegram thì các bạn follow kênh Challenge nó thì các bạn tự làm các bạn. Rồi dòng đầu tiên thì các bạn khai báo username ta, địa chỉ email của tất cả các bạn nè. Dòng thứ hai thì các bạn điền lỡ username Twitter nè các bạn. Dòng thứ ba thì các bạn điền lỡ username Telegram của tất cả các bạn nè các bạn. Các bạn vào setting copy username Telegram của bạn. Dòng thứ 4 thì các bạn chọn người mình đáp án 10% nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn dùng gửi địa chỉ với BNB Smart Chain nha các bạn. Thì các bạn mở địa chỉ BNB Smart Chain nha các bạn. Các bạn sao chép địa chỉ này nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại. Các bạn bắt vào. Bắt vào đây nha các bạn. Thì câu đáp án thì 10% tỷ siêu quỷ nè. Câu này nè các bạn. Phải các bạn. Để mình dịch trên cây nó chính xác các bạn. Đúng rồi các bạn, 10% AUD bị đốt cháy nha các bạn. Rồi bạn chỉ bấm gỡ nó xong nha các bạn. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn nhận 210 token AUDT cũng có đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình và hẹn gặp bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.